vicino. Lá cây, thứ tưởng chừng như là vô dụng nhất thế gian, không ngờ lại có thể trở thành nguồn cảm hứng và nguyên liệu sáng tạo để làm ra sản phẩm khiến nhiều người chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn và thán phục. Thử nghĩ xem, nếu cho bạn nguyên liệu là một đống lá cây, bạn sẽ làm gì với chúng? Nếu chưa nghĩ ra được ý tưởng gì, thì hãy xem cô gái này biến đống lá cây vô tri vô giác đó thành một chiếc váy lộng lẫy, kiêu sa như thế nào nhé! Đó là ý tưởng vô cùng mới lạ và sáng tạo của cô nàng Senji, sinh viên theo học tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hefei. Trong suốt 6 tháng, sau giờ học, Senji dành thời gian của mình để đi nhặt lá cây trong sân trường và mang về nhà. Mọi người xung quanh đều không hiểu Senji đang ấp ủ điều kỳ quái gì và cô thu thập đống lá cây với mục đích gì. Đến khi Senji cặm cụi với từng chiếc lá trong phòng, vẫn không ai hình dung nổi việc làm của cô. Sau khi nhặt những chiếc lá cây mọc lan màu xanh có hình dáng và kích thước từ nhỏ đến lớn khác nhau, cô nàng bắt đầu cho vào nồi luộc cho đến khi chúng ngả màu vàng. Chưa dừng lại ở đó, cô bắt đầu tỉ mỉ nhuộm vàng cho từng chiếc lá. Hết công đoạn nhuộm thì lại sang công đoạn là phẳng từng chiếc lá. Tất nhiên không phải vài chục hay vài trăm mà có đến 6.000 chiếc lá. Sau khi đã có đủ số nguyên liệu cần thiết, cô nàng bắt tay vào gắn kết 6.000 chiếc lá lại với nhau và điểm thêm màu sắc tạo nên chiếc váy màu vàng vô cùng lộng lẫy và ấn tượng. Đến giờ thì mọi người mới thực sự nhận ra mục đích việc cặm cụi đi nhặt lá cây của Senji và ai nấy đều trầm trồ thán phục. Senji cô chọn lấy những chiếc lá mộc lan để làm nguyên liệu dệt vải, may váy của mình vì lá mộc lan có mùi thơm nhẹ, tượng trưng cho sự ngọt ngào, quyến rũ của phái nữ. Và đây là thành phẩm cho những ngày lao động chăm chỉ của cô nàng có óc sáng tạo tuyệt vời. Đảo Capri Ý cấm đi giày gây tiếng ồn. Cư dân hòn đảo Capri Ý rất quan tâm đến việc bảo vệ không khí trong lành, yên tĩnh của địa phương. Chính quyền nơi đây đã ra lệnh cấm không đi giày gây tiếng ồn. Với những du khách đi giày cao gót gây tiếng động mạnh trên đường đều bị phạt. Turkmenistan cấm hát nhép. Năm 2005, Tổng thống của quốc gia này đã ban bố lệnh cấm hát nhép tại các sự kiện văn hóa, các buổi hòa nhạc, trên truyền hình, thậm chí tại các buổi lễ cá nhân như các đám cưới. Ông này cho rằng việc lip sync sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới việc phát triển nghệ thuật âm nhạc và ca hát tại quốc gia Trung Á. Bang Alabama, Mỹ cấm bịt mắt khi lái xe. Alabama, một tiểu bang thuộc miền Nam nước Mỹ, đã ra lệnh cấm không cần thiết khi không cho phép người dân bịt mắt lúc đang lái xe. Trên thực tế, chẳng có ai lại bịt mắt khi đang lái xe cả. Romania cấm trò chơi ghép chữ Scrabble. Vào những năm 1980, Tổng thống Romania Nicolae Ceaușescu đã cấm trò chơi này và mô tả đây là trò chơi mang ý nghĩa lật đổ và xấu xa. May mắn là hiện giờ, luật cấm kỳ cục này đã bị bãi bỏ và có hẳn một hiệp hội về trò chơi Scrabble được lập ra. Không được hết xăng trên đường cao tốc ở Đức. Nhiều du khách khi đến đây đều bất ngờ khi biết rằng tại Đức có một luật cấm khá kỳ quặc, không được phép hết xăng trên đường cao tốc Autobahn. Ngoài ra, việc đi bộ trên Autobahn cũng là điều bị cấm. Triều Tiên cấm mặc quần jean xanh. Ở Triều Tiên, bạn sẽ thấy hiếm ai mặc quần jean màu xanh, đơn giản vì quần jean xanh bị cấm tại đất nước này. Đàn ông ở Iran không được buộc tóc đuôi ngựa. Chính quyền Iran năm 2010 đã đưa ra danh sách những kiểu tóc dành cho nam giới. Trong đó, đàn ông bị cấm không được buộc tóc đuôi ngựa. Trung Quốc cấm đàn ông để râu, phụ nữ che mặt khi lên xe. Một thành phố ở Tân Cương, Trung Quốc
đã ban hành lệnh cấm nam giới để râu dài, phụ nữ choàng khăn kín mặt khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Lệnh cấm được ban hành khi chính quyền thành phố phải đối phó với các cuộc nổi dậy của người dân. Singapore cấm nhai kẹo cao su. Singapore là một trong những thành phố trong lành nhất thế giới hiện nay. Chính quyền thành phố đã ban hành lệnh cấm nhai kẹo cao su ngoài đường phố từ năm 1992. Nơi đây chỉ bán kẹo cao su ở hiệu thuốc và người mua phải cung cấp họ tên, chứng minh thư. Mỹ cấm kẹo hình quả trứng, phủ chocolate, có đồ chơi bên trong. Loại kẹo được sản xuất bởi công ty Chocola Ferrero Italy bị cấm nhập khẩu và bán lẻ ở Mỹ bởi các nhà chức trách cho rằng thứ đồ chơi bên trong mỗi chiếc kẹo là thứ không có dinh dưỡng, không ăn được và có thể gây nghẹt thở cho trẻ em. Năm 2012, hai người đàn ông đã bị bắt giữ ở Seattle khi đang trên đường trở về nhà từ thành phố Vancouver, Canada do trong hành lý có 6 chiếc kẹo này. Họ đã bị bắt giam trong vòng hơn 2 tiếng và phải nộp phạt 2.500 USD cho mỗi chiếc kẹo mà mình vô tình mang theo. Hà Lan cho phép hút cần sa, cấm thuốc lá. Tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, hút thuốc lá trong các quán cà phê hay nơi công cộng là hành vi bất hợp pháp. Trong khi đó, chính quyền thành phố cho phép hút cần sa miễn không trộn chúng với thuốc lá. Lệnh cấm có hiệu lực từ năm 2008. Thụy Sĩ không cho phép xả nước bồn cầu sau 22 giờ. Tại Thụy Sĩ có ban hành luật cấm dở khóc dở cười. Tại các căn hộ chung cư, sau 22 giờ đêm, người dân không được xả nước bồn cầu để tránh gây tiếng ồn. Ngoài ra, sau 10 giờ tối, nam giới đứng khi đi vệ sinh cũng bị coi là hành động không hợp pháp. Nam Phi cấm chụp ảnh nhà ở Tổng thống. Từ năm 2013, chính phủ Nam Phi đã ban hành lệnh cấm chụp ảnh nhà ở của Tổng thống Jacob Zuma. Ý cấm hôn nhau khi lái xe. Ebola nằm phía nam của thành phố Naples, là nơi nghỉ dưỡng tuần trăng mật nổi tiếng của Ý. Để hạn chế tai nạn xảy ra, chính quyền nơi đây đã ban hành lệnh cấm các cặp đôi hôn nhau khi đang lái xe. Mức phạt cao nhất có thể lên tới 500 euro. Burundi cấm chạy bộ. Trước đây tại Burundi từng xảy ra cuộc nội chiến trong nước giữa các đảng phái khiến cho gần 300.000 người dân tại đất nước này thiệt mạng. Lúc đó, người dân tại thành phố Bujumbura thường xuyên tổ chức những cuộc chạy bộ vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để giữ gìn sức khỏe. Họ thường tổ chức chạy theo nhóm, vừa chạy vừa trò chuyện bên những con đường hẻm nhỏ giữa chân núi và dòng sông Tanganyika. Cuộc nội chiến này cũng mới chỉ kết thúc vào năm 2005, và từ đó đến nay, người dân tại thành phố Bujumbura cũng không còn được chạy bộ tại thành phố này nữa. Có lẽ những luật cấm này sẽ khiến du khách không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng nhập gia tùy tục vẫn là điều bạn nên lưu ý nếu có dịp đặt chân đến các quốc gia này.